Quý vị và các bạn thân mến, nói đến võ thuật Trung Hoa hiện đại, người ta thường nhắc đến Lý Tiểu Long với môn võ Triệt Quyền Đạo và những màn trình diễn cung phu đẹp mắt. Nhưng là người có võ công tuyệt đỉnh, lại là bậc tài tử điện ảnh nổi tiếng. Vì sao Lý Tiểu Long đã đột ngột ra đi khi tuổi đời còn sung mãn? Để vén lên bức màn bí ẩn và tìm ra lời giải cho những thắc mắc trên, trong series video kỳ này, Lê Minh và Tri Thức Mới xin kính mời quý khán thính giả, chúng ta hãy cùng mạn đàm và chiêm nghiệm về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của ngôi sao võ thuật nổi tiếng tài hoa mà bạc mệnh này quý vị nhé. Thành danh từ phim ảnh cùng với kỹ năng võ thuật siêu phàm, Lý Tiểu Long được xem là biểu tượng số 1 của võ thuật Trung Hoa thế kỷ 20. Việc Lý Tiểu Long đột ngột ra đi năm 32 tuổi đã đem đến sự tiếc nuối vô hạn cho người hâm mộ cũng như giới yêu thích võ thuật toàn cầu. Nhưng nhìn từ khía cạnh võ công truyền thống, Lý Tiểu Long là người luyện võ thực thụ. Đáng lẽ anh đã có thể sống thọ hơn và để lại sự nghiệp huy hoàng hơn thế nữa. Võ công chân chính không phải để đánh nhau, mà phải coi trọng đức độ. Năm 1941, khi mới 1 tuổi, Lý Tiểu Long cùng gia đình trở về Hồng Kông và sống ở căn hộ số 218 đường Nathan. Lúc nhỏ, Lý Tiểu Long có vóc người gầy yếu. Cha anh muốn con trai trở nên khỏe mạnh nên đã dạy thái cực quyền cho anh từ năm lên 7. Ông không chỉ muốn con trai được rèn luyện thân thể, mà còn hy vọng sẽ làm giảm bớt đi cá tính hung hăng thích đánh nhau của con. Mục đích là để anh tu tâm dưỡng tính. Nhưng có vẻ việc này không đạt hiệu quả như mong đợi. Vì về sau, Tiểu Long vẫn ham thích đấm đá cho đến hết cuộc đời mình. Thời niên thiếu, Lý Tiểu Long sống trong một gia đình khá giả. Nhưng vì khu dân cư ngày một đông đúc dẫn đến những cuộc xung đột băng đảng tranh giành địa bàn, hoàn cảnh xung quanh nguy hiểm hơn, làm cho tính tình Lý Tiểu Long cũng ngày càng hung hăng, hiếu động. Năm lớp 4, Lý Tiểu Long bị đuổi học do lỗi đánh nhau và vắng mặt nhiều lần trong các giờ học nên phải chuyển sang trường Saint Francis Xavier College. Năm 13 tuổi, cũng vì đánh nhau thua mà Lý Tiểu Long đến bái Diệp Vấn làm thầy để học võ, với mong muốn sẽ chiến thắng tại tất cả các trận tỉ thí đường phố. Biết được tâm tính cậu học trò đặc biệt này, sư phụ Diệp Vấn đã dạy võ công thực chiến cho Lý Tiểu Long. Trong một bài báo đăng ở Hồng Kông, võ sư Diệp Chuẩn, tức là con trai của Diệp Vấn, cũng kể rằng cha ông thấy Tiểu Long tiếp thu nhanh lại chịu khó, nên đã dành cho Tiểu Long những sự ưu ái đặc biệt. Ngoài Diệp Vấn, Tiểu Long cũng thường được luyện tập với sư huynh Hoàng Thuần Lương, một người rất ưa thích thực chiến. Nhờ vậy trong 6 năm, Lý Tiểu Long đã tiến bộ rất nhanh. Dù tuổi còn trẻ nhưng võ thuật đã rất cao cường. Có thể bạn cho rằng đây là may mắn lớn của Lý Tiểu Long vì sau này anh ta đã thành danh nhờ võ công thực chiến. Nhưng chúng tôi lại cho rằng đây mới thực sự là điều không may của họ Lý. Vì võ công truyền thống chú trọng xây dựng nền tảng cơ bản với thời gian lâu dài cùng nguyên lý hậu tích bạc phát. Có nghĩa là sau khi tích lũy đủ nội lực thì mới có thể phát triển nhanh và vững chắc được. Lý Tiểu Long chỉ chú trọng thực chiến nên rất có thể Diệp sư phụ đã huấn luyện anh theo cách chiêu đối chiêu để tập phản xạ và sức chịu đựng. Cách này giúp anh mau thành tựu nhưng lại không thể tích lũy đủ nội lực cần thiết cho các bước đi sau này. Cho nên những gì Lý Tiểu Long học được chưa hẳn đã là tinh hoa võ công thực thụ. Người học võ coi trọng ngộ tính và kiên trì khổ luyện lâu dài. Có một giai thoại Big Like Water, hãy như nước. Lý Tiểu Long đã viết trong các tài liệu võ thuật của mình. Trở lại, hãy quên đi bản thân, đối phương không động thì ta không động. Nếu đối phương động thì ta phải động trước. Xem ra, võ công truyền thống ngoài việc xây dựng nền tảng nội lực lâu dài ra thì còn đòi hỏi người học phải ngộ được nội hàm để có thể đạt đến tầng thứ cao hơn. Do đó, người luyện võ không chỉ cần tố chất thân thể mà còn phải có ngộ tính tốt. Ngộ tính không phải là thông minh như người ta nghĩ, mà là khả năng cảm nhận ở một tầng sâu khác, khả năng tiếp thụ những điều siêu thường vượt khỏi giới hạn con người. Lý Tiểu Long không chỉ là người đam mê võ công thực chiến, mà còn có ngộ tính khá tốt. Mặc dù chỉ thông qua một câu điểm hóa của sư phụ mà anh đã ngộ ra võ lý quan trọng từ nước và hiểu được nguyên tắc phát lực của cương kình, một loại kình lực căn bản quan trọng của võ công truyền thống. Đáng tiếc là anh chỉ học võ thực chiến,
nên chỉ có thể dừng lại ở cương kình. Điều mà sau này anh tìm hết cách để bù đắp những mong có thể vượt qua nhưng vĩnh viễn không vượt qua được. Buông bỏ tâm tranh đấu mới có thể thành tựu võ công. Nhờ ngộ được cương kình từ nội hàm của nước mà Lý Tiểu Long có sự phát triển vượt bậc về võ công của chính mình. Những lúc ngộ ra điều này, Lý chỉ mới 17 tuổi, còn quá trẻ để nhận thức thâm sâu và tiến lên trình cao hơn. Vì mục đích luyện võ của Lý Tiểu Long là để giành chiến thắng trong các trận thư hùng với các băng nhóm trên đường phố, nên anh không để tâm vào việc tham ngộ võ đạo và võ lý ở tầng cao hơn. Năm 1959, tức năm 19 tuổi, sau 6 năm khổ luyện Vịnh Xuân, do nhiều lần xung đột với Hội Tam Hoàng trên đường phố và bị cảnh sát điều tra, cha mẹ Lý Tiểu Long đã quyết định gửi con sang San Francisco, nước Mỹ. Với 15 đô la của bố và 100 đô la của mẹ, Lý Tiểu Long đã đến Mỹ sống với một người bạn cũ của bố. Ở đây anh ta vừa đi học vừa dạy võ ở trường, bắt đầu sự nghiệp võ thuật của mình trên đất Mỹ. Không lâu sau, Lý Tiểu Long trở nên nổi tiếng với việc dạy võ và tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình khá ăn khách là The Green Hornet 1966, khi mới 26 tuổi. Nhưng chính vì chìm đắm trong đỉnh cao danh vọng, anh đã để lỡ cơ duyên phát triển đến trình độ võ công thâm hậu. Ở xứ sở thực dụng này, nơi cách xa quê hương võ thuật nửa vòng trái đất, Lý Tiểu Long hoàn toàn không còn cơ hội để hiểu thêm rằng những gì anh ngộ ra từ nước chỉ là bắt đầu con đường võ đạo. Muốn hiểu được chân võ đạo cao siêu thì cần phải trải qua nhiều năm khổ tu cả về tâm lẫn thân nữa mới đạt thành. Anh cũng mất đi sự bảo ban vô giá từ các bậc chân sư võ học như là Diệp Vấn, mà không biết rằng đó là sự mất mát lớn nhất đối với người luyện võ chân chính, khiến bản thân anh không bao giờ đạt đến đỉnh cao được nữa. Sau này, danh vọng ập đến quá sớm đã làm con đường tìm đạo của Lý Tiểu Long phải dang dở phí hoài hết một đời. Thật đáng tiếc thay. Thế giới có thêm một diễn viên xuất chúng, nhưng võ đạo lại mất đi một hành giả có tiềm năng. Võ đạo không phải thương mại, tâm không tịnh thì không thể học võ công chân chính. Có một câu chuyện được con trai của Diệp Đại Sư là Diệp Chuẩn kể lại trong bài viết được đăng tải trên một số website của các chi nhánh Vịnh Xuân Quyền. Bài viết này có đoạn: trước khi Lý Tiểu Long sang Mỹ, sư phụ Diệp Vấn đã dặn rằng võ thuật Trung Hoa là một trong những giá trị tinh hoa của người Trung Quốc, nên đừng dễ dàng dạy cho người nước ngoài. Đây là quan niệm phổ biến ở các vị võ sư lớn tuổi thời đó, và Lý Tiểu Long đã hứa. Nhưng rất nhanh sau khi đến Mỹ, Tiểu Long đã mở võ đường dạy môn sinh nước ngoài kỹ thuật Vịnh Xuân trong sự ngạc nhiên và thất vọng của ông Diệp Vấn. Mùa hè năm 1965, Lý Tiểu Long trở lại Hồng Kông vì cha của anh ta mất và anh cần phải giải quyết số tài sản thừa kế. Lý Tiểu Long đã trở lại võ quán thăm Diệp sư phụ và đặt vấn đề muốn học nốt bài võ cuối cùng của kỹ thuật Vịnh Xuân là Mộc Nhân Thung. Đó là bài học mà anh chưa kịp học trong quãng thời gian trước khi đi Mỹ. Đồng thời, Lý Tiểu Long cũng muốn quay video cảnh Diệp Vấn tập bài tiểu niệm đầu để làm tài liệu giảng dạy khi về Mỹ. Đổi lại, Lý Tiểu Long đề nghị mua cho sư phụ một căn nhà lớn. Nhưng lời đề nghị có phần thực dụng của Tiểu Long càng khiến sư phụ tổn thương và ông đã từ chối. Diệp Vấn nói: tôi không thể đồng ý điều đó vì lý do. Thứ nhất là cậu không phải học trò duy nhất của tôi. Thứ hai, tôi chưa bao giờ đồng ý một yêu cầu nào của bất kỳ một học trò nào tương tự như vậy. Nếu tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ phải ăn nói ra sao với các học trò khác. Lý Tiểu Long lại quay sang nhờ Diệp Chuẩn giúp đỡ. Nhưng Diệp Chuẩn nói: quả thật chúng tôi đã sống khó khăn từ ngày mới sang Hồng Kông hơn 10 năm về trước. Chúng tôi thậm chí vẫn còn đi ở trọ, chưa có nhà riêng. Lời đề nghị về một căn nhà mới có thể giúp chúng tôi giảm bớt nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bậc nam tử có nhiều thứ quý báu hơn là sự thoải mái về đời sống vật chất. Bên cạnh đó, cha tôi có cá tính rất mạnh và ý chí kiên định. Điều này cả tôi và cậu đều biết. Nếu ông đã từ chối cậu, tôi không thể thuyết phục ông thay đổi quyết định được. Cũng theo Diệp Chuẩn, sau khi Lý Tiểu Long trở nên nổi tiếng trên màn ảnh và phát biểu những lý thuyết về môn triệt quyền đạo của mình trên sách báo, thì Diệp Vấn không bao giờ nhắc đến Tiểu Long nữa. Thậm chí Diệp Vấn không thích người khác nói về Tiểu Long trước mặt mình. Quý khán thính giả thân mến,
video Mạn Đàm Đông Tây với tựa đề Lý Tiểu Long những bí mật về cuộc đời và sự nghiệp chưa từng được tiết lộ phần 1 xin được khép lại tại đây. Không biết sau khi đề nghị Diệp Sư Phụ truyền dạy cho tuyệt kỹ Vịnh Xuân là bài Mộc Nhân Thung không được chấp thuận, Lý Tiểu Long đã quay trở về Mỹ với tâm trạng như thế nào và anh ta đã thay đổi phương thức tập luyện võ thuật của bản thân ra sao? Việc vị đại danh sư võ thuật truyền thống Diệp Vấn từ chối truyền bài võ Mộc Nhân Thung cho Lý Tiểu Long còn có ẩn ý gì phía sau? Xin quý vị và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và đón xem phần video tiếp theo về chủ đề này của chúng tôi nhé! Lê Minh và ban biên tập chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình lần sau.